Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã tiếp tục quay trở lại với channel của mình. Thì sau một khoảng thời gian khá là lâu, hơn một tuần thì mình bắt đầu mới ra video cho anh em xem. Bởi là bận một số công việc các kiểu của nhà mới lên nhập khẩu. Thì không biết anh em nhớ mình không, nhưng mình thật sự là rất nhớ anh em. Vì không có thời gian làm video anh em ạ. Mới lại cái khoảng không gian thì mình quay video cũng không có. Hiện tại thì đang phải ở trong phòng nên là ánh sáng không được tốt. Có thể là chất lượng video hình ảnh của cái cam trước mặt anh em này nhìn có thể là nó không được nét lắm, nên là anh em thông cảm nhé. Còn hôm nay mình sẽ trở lại với anh em với thật nhiều video rất là hay luôn. Đấy, thì anh em hãy đón sự trở lại của mình bằng những nút like, tản tim nhé, và comment thật nhiều ý tưởng của anh em để mình có thể thực hiện. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu video ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ làm tiếp tục một đội hình mà thật sự là rất là nhiều anh em đã comment bằng mình là đó là một đội tuyển. Đội tuyển hôm nay mình muốn đem đến cho anh em đó là đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Thì rất là nhiều bạn đã comment cho mình bảo mình làm, thì mình thật sự là không có thời gian luôn. Khoảng một tuần vừa qua thì mình phải lên phòng trọ để set up đồ các kiểu vậy, để nhập học các kiểu ấy, rất là bận luôn. Nên là hôm nay mình có thời gian quay video cho anh em xem. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào review đội hình và nâng cấp anh em nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ như mọi khi chúng ta nâng cấp đội hình đi. Rồi, nâng cấp. Lần này thì rút kinh nghiệm đó là mạng nó còn lát này anh em này, mạng còn trọ lát lắm. Build đội hình để cho anh em làm cho anh em cũng khó. Đấy, thì lần này mình đã nâng cấp thủ môn trước rồi. Hay mọi lần toàn quên thôi, bây giờ toàn nâng cấp thủ môn trước. Bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp những cầu thủ còn lại thôi. Đây là chuẩn bị mỗi thẻ 15 thẻ nâng cấp anh em ạ. Thì hiện tại cũng là khá là bí ý tưởng, anh em có ý tưởng nào hay thì có thể comment bên dưới để mình có thể xem ý tưởng nào hay thì mình làm anh em nhá. Sau này bạn cũng không nghĩ được nhiều ý tưởng lắm nên là anh em đã comment bên dưới rất nhiều giúp mình để nóng chạy đón sự comeback trở lại của mình anh em ạ. Thật sự là học với lại lên đại học á, thì nó thật sự không có thời gian để quay video cho anh em xem luôn, nhưng mà mình nếu mà có thời gian rảnh là mình vẫn ra đều cho anh em xem. Ok, đấy, nếu mà có điều kiện. Bây giờ chúng ta nâng cấp đội hình full đã. Thì cái đội hình hôm nay mình sử dụng đó là một những cầu thủ mà mình không phải là sử dụng các đội hình, các cầu thủ chuẩn của đợt tập trung của đội tuyển Tây Ban Nha, và mình sử dụng các cầu thủ mà mình thích, mới lại gọi là các cầu thủ lâu năm cũng như các cầu thủ mới được triệu tập lên đội tuyển. Em đợi tí thông báo trên Facebook một tí. À đúng rồi, thông báo với Messenger một tí. Em đợi chút nhá, mình tắt vào thông báo Messenger để nó đỡ ổn. Ok, đang nói dở về đội tuyển. Đấy, thì anh em nào muốn có những đội tuyển ngon như thế này hay những đội hình nào cũng được, anh em vẫn liên hệ với mình thì mình sẽ làm cho anh em và mất phí nhá. Nhưng anh em bảo comment mình không mất phí thì mình công sức mình làm mình bỏ đâu. Đấy, thì bây giờ chúng ta đợi nó cấp nốt đội hình này. Toàn những cầu thủ mà mình khá là yêu thích. Ok, có thể là đủ luôn cái thẻ nâng cấp anh em ạ. Ok, như vậy max hết rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu review các cầu thủ nhé. Thì cái đội hình chính hôm nay mình sẽ sử dụng hôm nay đó là thủ môn trong khung gỗ chắc chắn sẽ là David De Gea rồi. Hai bộ đôi trung vệ sẽ là Gerard Pique và Sergio Ramos là chắc chắn. Và tiếp tục là một cầu thủ chắc chắn ở vị trí của mình đó là Jordi Alba. Một máy chạy, hoạt động một hòn đá tả bên hành lang bên trái của Tây Ban Nha. Và đặc biệt là Hector Bellerin, đây là một cầu thủ mình rất là thích với tốc độ speed lên tới 100 nè. Đấy, và cầu thủ mình rất là thích đó là đây là Hector Bellerin. Còn bây giờ thì ví dụ như là đây, tiếp theo đường tiền vệ thì về phòng ngự sẽ để ra Busquets. Hai tiền vệ ở trên đó, tấn công gọi là sẽ là Thiago Alcantara và David Silva. Thì bây giờ David Silva đã ở sớm giấc sự nghiệp rồi, bây giờ thì mình vẫn thích cầu thủ này với gọi là cái tài năng của David Silva thì chúng ta không thể phủ nhận được, và mình hiện tại mình vẫn rất là yêu thích David Silva. Tiếp theo hàng tiền đạo mình sẽ để đó là Adama Traore với một tốc độ kinh khủng luôn, speed 100 đấy, chắc chắn là phía mặt sau thì Adama Traore sẽ được tăng tỷ số. Mà tiền đạo cắm sẽ để đó là Rodrigo và Alvaro Morata mình sẽ để đá cánh. Ok, ở bên này thì cũng có khá là nhiều các cầu thủ cho anh em lựa chọn nữa, ví dụ Saul này, Pedro này, lão tướng Pedro tuần anh chân này,
và còn rất là nhiều cầu thủ nữa thì chúng ta sẽ không thể mua hết được. Đấy, sẽ để Diego Costa đá cắm đi. Chúng ta cũng không thể mua hết được bởi vì các cầu thủ Tây Ban Nha trong game rất là nhiều luôn anh em ạ. Ok, bây giờ thì đây là Canales, cũng là một cầu thủ mới được gọi lên đội tuyển. Đấy. Như vậy là chúng ta đã review qua được đội hình hôm nay. Bây giờ thì mình sẽ vào phần đá online em nhé. Chúng ta test được sức mạnh của đội hình này. Bởi vì là cái mạng của Wi-Fi phòng trọ mà anh em nào mà chắc ở trọ anh em biết được nó rất là lag. Nên là nếu mà có thể là giật lag thì anh em hãy thông cảm với mình nhé. Ok. Hay dạo này là gầy người anh em ạ, anh em nhìn thấy nó gầy hơn mọi khi không? Gầy hơn mọi khi thật. Tóc này không có thời gian vuốt lên để quay video này. Chết rồi, lại bật Full HD rồi anh em ơi. Bật Full HD nó lại lag mất rồi. Thôi không sao. Sao để chế độ này khó đá rồi. Sẽ là chế độ bình thường nhé. Đây là Morata. David Silva này. Costa. Ok, một pha dứt điểm chúng cốt dọc anh em ạ. Thực sự nó hơi lag nên là có thể hơi giận một chút anh em ạ. Đây là dốc điên vào. Các cầu thủ của mình thi đấu rất là tốt nhưng mà tại hơi lag một chút anh em ạ. Sergio Ramos luôn, năm nay đã là 34 tuổi rồi nhưng mà là một phần coi như là không thể thiếu của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha cũng như là câu lạc bộ Real Madrid anh em ạ. 34 tuổi rồi. Ok. Đấy, anh em thấy sức mạnh của ôi giời. Không phải lỗi. Tí nữa thì dính phần ở nhà luôn nhưng mà anh em thấy tốc độ của Hector Bellerin thế nào? Có xứng đáng để một suất vào đội hình của anh em không? Hector Bellerin kể cả đội hình bình thường thì mình vẫn sử dụng cầu thủ này đá hậu vệ cánh anh em ạ. Thiago Alcantara là một cầu thủ mảnh, cũng là một mảnh ghép hoàn hảo cho một Liverpool đã có dàn tiền vệ xuất sắc rồi. Thì Thiago Alcantara là một cái gì đó. Úi giời. Chaure. Một pha dứt điểm, một pha phối hợp đẹp mắt và người dứt điểm cũng rất là hay, đó là Adama Traore. Anh em thấy đường truyền này chọc khe thôi, linh láng luôn. Mình thì là mình không fan một đội tuyển team, mình không fan đội tuyển quốc gia nào cả. Thì các tuyển quốc gia, các đội tuyển quốc gia thì đều có những cầu thủ mà mình yêu thích gọi là tài năng thôi, chứ không phải là một fan của cầu thủ đó anh em ạ. Tây Ban Nha thì là một nền bóng đá thì năm nào cũng là một ứng cử viên nặng ký ngôi chức vô địch, kể cả Euro cũng như World Cup, và năm nào cũng có sản sinh ra rất nhiều tài năng. À, nhắc đến tài năng mới nhớ thì chúng ta còn sự xuất hiện của Ansu Fati nữa, nhưng mà rất là tiếc mình tìm cả một ngày trời không thấy Fati đâu cả anh em ạ. Nếu mà có Fati sẽ để đá cắm luôn. Thực sự là đây một tiền đạo trẻ tiềm năng của bóng đá thế giới và đặc biệt là sẽ góp công rất là lớn cho với đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Costa. Ui, một chút hơi nhẹ, mình như phát đấy mình bấm nút B anh em ạ. Đó, tốc độ của Alba đã được khẳng định rồi. Bảo sao đến hơn 30 tuổi rồi mà Alba cùng với Ramos, cùng với Piqué vẫn là sự lựa chọn số 1 cho vị trí của mình. Vị rồi. Bây giờ thì thế nào? Thay người một chút anh em nhỉ.
sẽ để cho Rudy này, Rudy và thay Silva nhé, thì lão tướng Silva hay ta thay cho Alcantara đi. Rudy là cầu thủ của Manchester City nhé. Hay là để một tiền đạo đây, sẽ để lão tướng Pedro và thay cho Morata cũng được. Ok, Morata à, Pedro là cộng một cầu thủ tuần tay chân đấy anh em ạ. Nếu anh em mà chưa biết trải nghiệm được cầu thủ này thì anh em có thể nên mua thử nhé, trong bộ sưu tập các cầu thủ thuận tay chân của riêng mình. Đây là Ramos này, Costa, để bóng hơi dài, rườm rà quá. Hector Bellerin, Arama Traore, tốc độ speed 100, anh em thấy tốc độ kinh khủng không? Ok, cú đúp cho lần đây là cú đúp của Arama Traore trong lần đầu tiên lên tuyển. Thực sự là con hàng này chắc chắn ở bàn cân nhật sau, chắc chắn chỉ số phải lên tận không lên 8x được, cũng phải 7, 8, 9 đấy anh em ạ. Lấy một sự khẳng định, trong đó là một sự thừa nhận dành cho khả năng của Arama Traore. Tốc độ kinh khủng rồi. Đây cũng là một cầu thủ mà sở hữu cái sức khỏe anh em ạ, khỏe nhất trong đời sống luôn, à trong thực tế luôn. Còn trong game thì chúng ta không được thấy, bởi vì trong game chúng ta được biết 2020 thì không được thấy. Còn những game bóng đá giống như là trên PC, chúng ta cũng có thể thấy được sức mạnh ảnh hưởng của cầu thủ này. Đấy, Silva vẫn rất là mềm mại những pha xử lý của mình. Rodri cũng vậy, mọi thứ đều rất là hoàn hảo. Ok, Silva vẫn là vậy, vẫn là Silva anh em ạ. Ok, Costa đã nâng tỷ số lên 3-0. Một trận đấu được coi là hay theo ý kiến của riêng mình anh em ạ. Phút thi đấu thứ 90 và còn 4 phút vừa giờ, chắc chắn thì trận đấu sẽ kết thúc sau pha vào bóng này. Ok, đúng là như vậy thì mình đã giành chiến thắng tỷ số 3-0. Một chiến thắng mình ghi nhận sự nỗ lực của Adama Traore và đội hình này thì anh em nên thử. Ok, đến đây thì video của mình cũng xin kết thúc. Anh em thấy video của mình hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký để của mình nhé. Bye bye. Đến đây thì bye bye anh em nhé.